Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ nhíp hàng nhập khẩu, hàng chất lượng các bạn nhé. Nhíp này là nhíp 5 lá dài 70 cm. Cái nhíp này là nhíp hàng nhập thì nó hơn cái hàng lội ở cái là độ đàn hồi và độ cứng tốt hơn rất là nhiều. Các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn cái độ sắc nét của cái nhíp này. Đấy. Nhíp thì được lá thứ hai thì bẻ ra tận ngoài đỡ này. Chịu tải tốt hơn. Hàng nhíp lội đấy. Thì cái dòng này chịu tải được cao hơn. Khoảng 5 tạ hơn 5 tạ rồi đấy. Một đôi nhíp như thế này thì có trọng lượng là khoảng 15 kg các bạn nhé. Một đôi nhíp không như thế này thôi nhé, chưa tính phụ kiện. Phụ kiện thì bên em bán thì lúc nào cũng rất là đầy đủ. Thứ nhất là đu nhíp rất là to này. Đấy. Các bạn thích đu nhíp dập cũng được, các bạn thích đu nhíp như này cũng được. Thực ra bản chất của cái đu nhíp thì nó để triệt tiêu cái dao động khi mà nhíp dãi ra dãi vào thôi. Nên này các bạn làm nhíp thì từ trước giờ mình sử dụng cái nhíp cái phụ kiện rất là mỏng, nhưng mà chở 1 tấn không vấn đề gì cả. Đấy, các bạn cứ thích nó dày thì mình làm dày lên thôi. Cao su này đủ luôn này. Đấy, cao su tổng cộng là 16 cái. Mỗi một đầu nhíp này là 6 cái, đầu kia là 4 cái này. Đầu kia 2 này, đầu này là 4 là 6, một nhíp là 6 cái. Ở trong này mình đang nhập bị thừa mất cao su. Đấy. Đây một bộ nhíp thì có đầy đủ cao su nhá. Đầu trên này là 2 cao su này, 2 cao su là 4 này. Cái đầu trên này 2 cao su nữa là 6 này, một nhíp là 6 cái cao su. Quang ốc thì ốc rất là dài nhé, lại tránh chống trượt trôi gen. Cái này thì thực tế cũng ít khi bị thôi, vì mình ốc bình thường. Mặt bích thì loại dày 6 ly các bạn nhé, rất là thoải mái. Đây là gối đỡ ở phía trên này. Đấy, thì một bộ nhíp rất là đầy đủ. Chọn bộ như thế này, các bạn làm cái xe từ 5 tạ đến 7 tạ là đều có thể sử dụng được. Cái loại nhíp như thế này thì mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm ấy thì các bạn liên hệ số điện thoại là 0983 818 955 và số điện thoại 0946 845 955. Đây. Đấy. Đấy, nhíp hàng nhập. Thép của nó rất là cứng các bạn nhé. Thép của nó vừa cứng mà vừa đàn hồi tốt. Không như những cái dòng nhíp sản xuất trong nước của mình thì những cái nhíp mình cũng không nói về trong nước làm kém, mà nhíp thủ công sản xuất ấy, thì giá thành nó rẻ. Nhưng mà độ đàn hồi nó kém và độ tải nó kém. Do cái quá trình tôi thép của nó kém hơn nên là chất lượng nó kém thì nó rẻ hơn. Tất nhiên là nó sẽ không thể bằng được. Thì mình giới thiệu để cho các bạn có thể đặt hàng và biết được cái mặt hàng trước khi mua cho nó dễ. Đấy, tất cả phụ kiện như trong hình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.